Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay thì mình sẽ nhận và đập rương các kiểu con đà điểu luôn. Rồi khi các bạn nạp 75 game thì các bạn có thể nhận được một cái bảo rương phá vỡ. Thì mở ra chắc chắn nhận được vũ khí cam 3 ngày. Rồi anh em hay show lên cứ gọi là vĩnh viễn cơ. Rồi không biết là anh em Photoshop kiểu gì. Cùng với cái nạp tích lũy này, khi các bạn nạp tích lũy được thì sẽ có cơ hội nhận được cái lightsaber vĩnh viễn. Rồi nói vĩnh viễn thế thôi chứ thực ra là mảnh nhá, vậy không biết là đủ mảnh không, mình nghĩ là không đủ quá cơ. Rồi đủ rồi, ghê quá, kinh quá đi à. Cùng với đó là mình sẽ thức tỉnh cây BC Acebes. Rồi ạc này thì khá nhiều thứ để làm ở đây, mình thì rảnh lắm. Rồi, ngày không biết làm gì đâu. Thôi, chỉ biết là đập hò mới lại ghép đồ các kiểu là nhanh, mát nhanh luôn. Hôm nay thì mình sẽ tóm gọn lại là đập 58 hộp may mắn, ghép cây lightsaber và đập một rương phá vỡ. Cuối cùng là thức tỉnh BC Acebes VIP. Ok, thì chắc chắn là mình đọc một lua thế thôi chứ mình thì mình hay mở linh tinh lắm. Đầu tiên thì mình sẽ ghép cây lightsaber này. Tuyệt vời. Thơm thế. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đập 58 bảo rương. Cái định mệnh thế này thì chả khác gì là gì ta, phải nói như cái kiểu là đầy tớ. Thôi mở ạc cho người ta. Đáng thế à rồi. Ui, cái này mở nó hơi bị lâu lắm đấy nhở. Thôi kiểu gì mình cũng phải tua thôi. Thế mèo đâu, mình chả khác gì nô lệ cho nó á. Rồi mình có cảm giác là mình bắt đầu trở thành nô lệ cho em nó. Rồi không biết là làm glitch hay như thế nào chứ kiểu mở như thế này thì chắc đến mùa quýt quá. Rồi có ai tích lũy được cái hòm này nhiều thì hãy show xem ạ. Mình thấy nhiều nhất thì chắc cũng chỉ 58 mảnh như thế này thôi, còn ai nhiều hơn thì cứ show lên thôi. Ai đã lên được 100 cái thùng này chưa? Nếu mà lên được rồi thì đúng là thánh cảnh. Rồi em lại sợ các bác quá, các bác cày nhiều quá ấy, làm em lắc mắt. Cái rương này thì các bạn mở ra thì sẽ xác suất là được game từ 5 hoặc 2. Rồi không phải là từ mà được một là 5 hoặc là 2 game thế thôi. Thì mình mở ngay lúc này thì thực sự là nó kiểu như là ngắt quãng. Như nếu như trận này mở được 5 game thì trận sau sẽ là hòn tiếp theo sẽ là 2 game. Đấy các bạn thấy nó zig zag chưa không ạ? Một cảm giác zig zag đến ớn luôn. Chắc là mình sẽ không mở hết đâu. VL cái này giống đầy tớ. Cái này mình sẽ mở tầm full cái khẩu súng A12S thì mình sẽ không mở nữa. Cái định mệnh. Thấm lọ. Đùa nhau. Thôi đừng mời nữa. Mở nhiều thế này đã khắm lọ rồi, nó chơi thêm kiểu như này nữa thì đúng là giết người. Thôi đừng quấy rối em ạ. Rồi. Giết người, giết thì giết tao luôn đi. Chơi kiểu mà hình xác người ta như thế này sống không bằng chết. Ơi như 2 lần 5 luôn này. Thêm thế à rồi, đừng nói lần nữa là 5 nhá. Ú dồi ôi, cắt cu nào. Cái định mệnh đâu nữa. 2 lần 5, 3 lần 5 luôn đi em ơi. À hình như là nãy là 3 lần 5 và lần thứ tư thì không được. VL. Đúng rồi, bây giờ sẽ là một tiếp theo, xem được 2 lần 5 không. Nãy là 3 lần rồi. Đấy, 2 lần này. Rồi, 5 lần cắt cu. Ui. Đấy, không được đâu. Không cắt được. Đúng rồi, toàn 2 này. Nói chung là cũng dính rắc thế thôi, trên chui. Cái này không nói trước được điều gì. Đẹp dai thì mở được nhiều, mà xấu dai thì lại mở được ít. Đấy. Mà cái số lượng mình mở được x5 thì nó thực sự nó nhiều hơn. Lại hai cái định mệnh, xem đủ thế nào. Rồi ok, đủ rồi thì mình sẽ ghép luôn. Rồi ghép cho nó máu. Rồi và chúng ta sẽ chuyển qua. Thôi mình mở nốt luôn đi. What the fuck. Cái này phải gọi là lòi mồm ấy nhở. Thank you.
Ôi thần Linh ơi, gãy con mẹ nó tay rồi anh em ạ. Cái định mệnh nhiều vượt color. Rồi chúng ta sẽ cùng mở cái rương phá vỡ này xem nó có cái gì. Thực sự là ôi, A12 VIP Hellfire này cũng được. Tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cùng thức tỉnh cây đá BC Asia Beast, một cái vũ khí cực kỳ ngon khi mà lên level 2. Rồi chúng ta sẽ cùng thực hiện thức tỉnh và kết thúc clip tại đây thôi. Định mệnh đâu nữa, liệt tay rồi anh em ạ. DM ghê, phải gọi là cái này là ăn hình rồi ấy, chứ bị lừa vào trồng ăn hình rồi, chứ cái này là clip cái mắm gì quá khiếp, khủng khiếp thật. Cái này gọi là dã man anh em, nếu mà sưu tập thì đừng có sưu tập cái hòm đấy nhá, mình thề luôn. Phát sưu tập cái hòm đấy khắm vượt color ạ, mở ra cũng đủ liệt tay rồi, chứ đừng có nói mà cái gì nữa. Rồi đồ ngày nó rất là nhiều, gì đây, nhân vật ULPX, méo hiểu nó ra cái nhân vật này và cho nhân vật này làm cái gì. Mình thích thì mình mang AoE thôi, rốt thì mình cũng không cần. AoE là đẹp nhất rồi, đẹp gái chưa. Rồi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu clip nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Rồi liệt con mẹ nó tay. Dã man thật, đùa bố à, ghê quá.